tên cha mẹ đặt là Nguyễn Văn Tàu, rồi đi vô cách mạng người ta thấy biết tiếng Pháp, tiếng Anh, người ta phân làm tình báo, mà tình báo thì phải đổi tên thành ra từ thời chống Pháp đó, năm đó là cũng năm 46, 47 thì phải đổi là Trần Văn Quang, Trần Văn Quang, rồi tới khi tập kết ra Bắc cũng còn Trần Văn Quang. Nhưng mà khi học 6 tháng của Tổng cục Tình báo Hà Nội thì các ảnh biểu đổi tên lần nữa, Đặng Vô Thành thì đổi tên là Tư Cang. Nó thành ra có 3 cái tên vậy đó. Tư Cang thì người ta biểu mình đổi tên thì mình chọn thôi. Chọn tên của cậu mình, cậu em anh của má mình. Má mình thứ tư, ông Tư Cang đó là thứ ba. Thành ra nội như vậy cho nó nhớ cái gia đình. Sinh ra ở làng Long Phước, bây giờ thuộc thành phố Bà Rịa. Chứ hồi đó thị xã Bà Rịa, bây giờ đổi tên thành thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. À, thì sinh ra là ở cái làng đó, một cái làng nông dân nghèo, nhà mình cũng nghèo. Nhưng mà rồi nhờ mình cũng chú tâm mình học, học giỏi, thành ra khi thi vô cái trường Bê Tứ Ký thì mình đậu được hạng 7. Đậu hạng 7 thì như vậy có một trường trung học cơ sở đó đâu. Thành ra tới 500+ đi thi mà bữa đó mình trúng tủ nhiều bài, thành ra mình đậu được hạng 7. Chứ còn mình thì cũng không học giỏi hơn người ta, nhưng mà nhờ bài luận văn tiếng Pháp thì cũng trúng, rồi tới địa dư sử ký cũng trúng, rồi tới bài toán cũng trúng tủ, trúng tủ 3-4 môn chính thành mới đậu tới nhàn đó. Chứ còn ở làng ai đâu kèm cặp để học, nhà nghèo. Cùng quê đó là quê làm rẫy, làm ruộng ở làng Long Phước bây giờ đó, ở ngoài thành phố Bà Rịa đi vào phía đông 7 cây số đó thì tới làng của mình, thành phố Bà Rịa. Thì làng đó, đó là dân nghèo làm ăn, mà khi cách mạng là tham gia dữ lắm, 400-500 liệt sĩ, và coi như là một cái làng được phong đơn vị anh hùng lực lượng võ trang sớm nhất của cái tỉnh. Bố mẹ thôi nhau từ khi mình còn 1-2 tuổi, thành ra mình ảnh hưởng của mẹ, của ông ngoại nhiều hơn. Chứ còn họ thôi nhau từ lúc mình còn bé, thì nói chung là không có người cha kèm cặp, thành từ nhỏ đó là lo học. Rồi khi mà đi lên tới Sài Gòn đó, thì nói chung là lúc đó gặp Nhật Bổn, nó phòng thủ Sài Gòn, mà đồng minh là vào quánh phá bom nó, Nhật Bổn nó vào. Thì nó vào đó thì nó bắt đầu mình thi ở trường Bê Thí Ký, nhưng mà khi đi học thì qua trường Nọc Man là trường gần Sở Thú, giờ võ trường Toản ở Trưng Dương gì đó. Thì đó là bị Nhật nó lấy trường, rồi Nhật nó qua nó lấy cái trường Nọc Man đó nữa, mình phải chạy qua cái trường Áo Tím bây giờ, trường Gia Long bây giờ là trường nữ. Thì con cái phên bên chính giữa, bên tre ngăn ra thanh niên ở trước, phụ nữ làm sao. Cái trường giờ còn đó, trường nữ giờ kêu một trường Nguyễn Thị Minh Khai, còn trường Bê Tứ Ký giờ tên là trường Lê Hồng Phong đó. Thì hồi đó học cứ nó lấy trường nào mình phải đi chỗ khác, chứ không phải học êm ấm như bây giờ đâu. Rồi tới chót nữa nó lấy trường nữ Gia Long luôn, thì trường phải dời về Mỹ Tho. Mà trường về Mỹ Tho thì mình quê nghèo không đủ tiền đi. Lúc mình đi thi Sài Gòn, mấy thầy giáo xung quanh còn cho tiền để mình có tiền mình đi. Đậu cao họ cũng mừng lắm. Nhưng mà khi nó dời trường nữa, mình đâu có đi học được nữa. Thành ra trở về làng vô Thanh Niên Tiền Phong. Đó là tháng 5 năm
tháng 5 năm 45. Má mình sau đó lấy thêm ba người chồng, bị lấy người chồng thứ hai chết, rồi lấy người chồng thứ ba nữa. Thành ra đẻ ra ba bốn anh em. Thì cái em kế mình là ở nhà nuôi mẹ, em gái. Rồi em gái nữa là đi cách mạng làm tới trung tá công an rồi về hưu. Bây giờ ở Biên Hòa. Rồi một em thứ 8 là liệt sĩ. Mình phải nói là nhờ cái sáng suốt của Bác Hồ mà giành được cái độc lập. Thì coi 1940 thì Nhật vô Đông Dương thì coi như khuất phục hết rồi. Nó với lại Pháp là cai trị, hai thằng cai trị cái đất nước mình, thấy không? Nhưng mà tới cái năm tới ngày 9 tháng 3 năm 45 thì Nhật nó đảo chánh Pháp. Ở bên Tây Đức nó quấn Pháp bển đầu hàng, bên đây Nhật nó quấn Pháp bên đây đầu hàng. Pháp cử đâu được ngày đầu hàng hết, nó bắt nó bỏ tù, bắt quân đội Pháp coi như bỏ tù hết. Đó, 9 tháng 3 năm 45, cuộc đảo chánh đó, bắt Pháp bỏ tù. Rồi tới 6 tháng 8 45, 9 tháng 8 45, thằng Nhật nó bị hai trái bom nguyên tử. Thành ra nó đầu hàng vô điều kiện. Thì một cái thời cơ ngàn năm có một, tức là thằng Pháp thì bị Nhật giam, thằng Nhật thì bị đầu hàng vô điều kiện. Thì lúc đó Bác Hồ ngày 13 nó đầu hàng, thì ngày 15 hội nghị Tân Trào, ngày 19 ổng tuyên bố nhân dân chủ tịch nước, kêu toàn dân nổi dậy. Thì lúc đó mình tầm dông giặc nhọn là mình giành, đâu có thằng nào cự lại mình nữa. Nhật thì nó quể quải rồi, đầu hàng bên đây quể quải hết rồi, còn Pháp thì đang bị Nhật bỏ tù. Chứ còn nếu một còn một thằng là mình cũng cự cũng lại nữa, vì tụi nó súng ống mà. Còn mình thì chưa có gì gậy gọc thứ này kia, nhưng mà mấy cái chính phủ thân Nhật nó cũng quản. Ở làng mình thì biểu tình thì tụi kia nó dân các thứ cho mình thôi. Thanh niên tiền phong nắm chính quyền một lúc. Mình làm bảo vệ cho đoàn trưởng thanh niên tiền phong xã. Bị ông đoàn trưởng đó là khi mình còn nhỏ đi thi thì ông cho tiền để lên Sài Gòn thi. Bị nhà mình không có tiền mà ông cầm 5 đồng bạc, 5 đồng tới ông cho. Đó thì 5 đồng là đủ đi Sài Gòn này, đi lên đồng đi về đồng. Đó thì như vậy là khi mình về thanh niên, khi mình ở trên này về đó, Sài Gòn mà mình đi không học nữa mình về đó, thì ông làm trưởng thanh niên tiền phong xã hay nhấp vô ông. Thì ông dễ võ nghệ rồi cho mình, rồi mình làm bảo vệ cho ông. Lúc đó làng có một cây súng, trong xã chỉ có cây súng mình thanh niên tiền phong tước của Hương Quảng đó, giao mình. Thành mình làm bảo vệ thân tín cho ông, bảo vệ của thanh niên tiền phong. Thành ra bây giờ về cái làng mình, về tỉnh mình thì soát lại còn có người sống dai tới giờ là cái người cầm thanh niên tiền phong giành chính quyền năm đó. Nguyên quyền ở thị xã Bà Rịa. Thì năm đó không còn học nữa. Bởi vì vô thanh niên tiền phong, rồi sau đó đi cách mạng. Thấy không? Cách mạng không làm du kích nữa thì vô bộ đội năm 47. Bộ đội thì người ta hỏi biết tiếng Pháp không? Là biết thì vô làm tình báo. Tình báo đổi tên là Trần Văn Quang. Đó. Thì cái đó những cái năm chống Pháp ấy thì mình cũng tích cực, được vô đảng năm 50. Rồi năm 53 mình làm chỉ huy phó của lực lượng trinh sát quân báo của tỉnh. Năm 52, năm 50 thì được đi lên chiến khu D học một khóa quân sự, kêu bằng bổ túc cán bộ trung đội, trung đội trưởng. Đi lên trên chiến khu trên này học.
vác cái súng một súng Nhật đi lên trên này học học 6 tháng về quân sự tại chiến khu D. Rồi sau đó thì vô quân báo khu 7 học làm quân báo một lúc. Rồi năm 52 trở về Bà Rịa. Xuống trở về Bà Rịa thì cũng còn đánh Pháp nữa, mình chỉ huy quân báo của trinh sát của tỉnh. Năm ấy làm phó trưởng tiểu ban quân báo của trinh sát của tỉnh. Đó thì trên tuyến chuyển mình xuống rừng sát. Rừng sát làm trưởng ban quân báo mấy huyện rừng sát này nè. Đóng tại sông Lòng Tàu, sông Sò Rạp đó. Nhờ nó, những năm đó mình biết lội, tập lội chứ chiến trường nó không biết lội chết nào. Đó. Biết lội rồi biết chèo ghe. Rồi từ đó, đó mới vô thành giả làm sinh viên rồi để vẽ để bộ đội như này lên đánh. Quân báo lúc đó vậy đó. Trưởng quân báo huyện rồi lên làm phó quân báo tỉnh. Rồi mới đi tập kết. Năm tập kết tức là 20 tháng 7 năm 4 tụi nó như mình ký hiệp định Genève, phải không? 20 tháng 7 năm 4. Thì sau 80 ngày đó là cái bộ đội miền Đông phải tập kết. Nó có 3 khu. Ở đây tập kết 80 ngày. Cao Lãnh tập kết 100 ngày. Dưới Chất Băng, dưới Cần Thơ đổ ra tập kết 300 ngày. Nó 3 khu. Thì mình ở trong cái khu miền Đông. 80 ngày phải rời miền Nam. Nói chung là lúc đó là xe cũng của Pháp, tàu đi ra miền Bắc cũng của Pháp, chứ mình đâu có phương tiện gì đó. Thì tập kết tại đất đỏ, dùng dốc cây cám tập kết thì tại Sương Mộc, nhưng mà khi lên xe thì phải qua cầu Trọng rồi vô đất đỏ. Thì xe nó đưa lên bến kêu bằng gì bây giờ Gò Dầu đó, giờ thành cái cảng lớn của mình đó. Rồi là đưa mình ra tới tàu lớn thì nó chạy 2-3 đêm gì đó tới Thanh Hóa, hay lên Thanh Hóa, Hoàng Yến, Hoàng Tiến, Hoàng Minh, Hoàng Anh gì đó của cái huyện Hoàng Hóa, rồi sau qua Thiệu Hóa ở đó. Mình lúc đó là biết tiếng Pháp, thành ra đại diện cho cái tụi, đại diện cho số anh em mình để quan hệ với tụi Pháp, lãnh bánh mì, lãnh sữa rồi đó, lãnh thuốc rồi đó. Thì nó cũng nói vậy, mấy ông có tính 2 năm nữa mấy ông về. Người ta nói chắc chắn là tụi về. Nhưng mà không về bằng hiệp định Genève thì về bằng vũ khí. Mình có trả lời đó, câu nói mấy ông xa gia đình lâu vậy, người 7 năm, người nó mang tụi tôi về không được. Rồi nó có nói câu sao Pháp đào tạo anh thành người giỏi vậy mà rồi anh lại quánh lại tù Pháp. Hỏi câu vậy. Mình nói bên các anh cũng vậy, ai xâm lược thì các anh cũng quánh. Cái hồi mà ra cái bài Mạc Xây Dây, rồi bây giờ quốc ca của anh á, thì cũng tiểu đoàn từ Mạc Xây đi lên phía Bắc của anh bưng ăn lê xâm lược. Rồi có những năm chống xâm lược có bà Randa đó, bà cũng tự thiêu, bà bị thiêu sống. Thì đó là những người yêu nước, tụi tôi cũng vậy thôi. Ai vô là tụi tôi quánh cho coi. Thành ra đi học của các anh mấy năm, biết tiếng Pháp, biết cái văn minh của Pháp, rồi biết cái Pháp lịch sử chống ngoại xâm sao, thấy không? Thì cái bài quốc ca của các anh nó cũng có những câu hay lắm, rồi mình hát cho nó nghe, đúng không? Mình hát ma son, trong sáng kem kia apro venusi dòng, tức là cái câu đó có ý là hãy tiến lên, cầm vũ khí hỡi công dân. Hãy lấy giọt máu dơ bẩn của quân thù tưới lên luống kề của chúng ta. Mấy ông mòn bên tôi đài vinh quang xây sát quân thù. Mình nói Le Grand Esprit se rencontre, những cái tư tưởng lớn gặp nhau chỗ đó. Bên các anh là lấy dòng máu dơ bẩn của quân thù câu chót á.
Còn sang cái view Aprovenosion, tất cả cái anh lấy dòng máu cho bẩn nụ tưới mát luôn kề của anh. Thì tụi tôi nó lấy xác quân đầu xây đại vinh quang anh. Ở trên tàu, trên bóng tàu của cái năm tập kết mình cũng nói chuyện với mấy người Tây. Thế nó phản ứng lại như nào ạ? Nó có khi là nó không biết cái gì về lịch sử mấy thằng tàu, mấy tàu đồ này kia. Tới thằng kêu bằng trưởng ở trên tàu, nó nghe mình nói vậy, nó phục lắm. Nói, tôi sáng ra cái dân mình xuống Thanh Hóa, cái nó dòm theo, nó nói một cái đội quân vậy mà thắng đội quân Pháp thì tụi tôi không coi. Vì anh em mình có gì bận nấy, rồi có người cầm cái giáo đi theo. Thì nó đứng trên con tàu, nó nói lúc từ giã mình, nó nói một cái đạo quân như vậy mà ấy, thì tôi tin rằng không có ai tới đây mà chống phục mấy ông. Không có ai mà khuất phục được cái dân tộc của mình. Lúc đó thì mình là cán sự tham mưu của cái tiểu đoàn liên huyện, vì mình là liên huyện, tức là Cần Đước, Cần Duộc, Nhà Bè nhập lại với cả cái vùng rừng sát đó. Mình làm tham mưu, cán sự tham mưu của quyền liên huyện. Rồi ra quẩy thì anh em người ta phân cho mình là trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Bởi vì nghe nói tiểu ban quân báo, không biết là cỡ cấp gì. Rồi tổ trưởng quân báo ba huyện, cũng không biết cấp gì, đội phong đại trung đội trưởng. Trung đội trưởng thì những năm sau lên đại đội phó, lên đại trưởng. Năm đó là quân đội của mình chưa có quân hàm. Tới năm 57 toàn quân mới phát quân hàm. Thì năm đó mình làm đại đội bậc trưởng, phụ trách chánh trị viên đại đội. Thì nó quy ra là thượng quý. Thì quân hàm đầu tiên mình mang là thượng quý năm 1957. Đó. Thì tới năm 58, năm tháng 5 61 thì tập trung lại, nó phong mình đại quý đi về Nam. Thì nói chung mù mờ lắm, mà nói thiệt anh em là lúc đó năm 56 mà không có bỏ thăm như hiệp định nói thì anh em buồn ghê lắm. Buồn, tối ngồi uống trà nhớ mày nó, thấy không? Ngồi uống trà hết bình này tới bình khác. Rồi có những cái đoàn họ vượt tiến rồi đi về. Rồi những cái phản ứng cũng có. Thì nhớ nhà dữ lắm, nhớ vợ. Làm thơ rồi nhớ vợ. Mình đọc mấy câu thơ, lúc đó mình nhớ vợ, mình làm trong kháng chiến 9 năm ròng không nghỉ. Pháp rút rồi đến Mỹ vào thay. Nhiệm vụ chưa tròn anh tiếp tục ra đi. Người miền Bắc kẻ miền Nam, lòng vô vàng thương nhớ. Những lúc rảnh tâm hồn anh hướng về chốn cũ, nhớ vợ hiền và nhớ cả quê hương. Nhiều lúc dạo chơi trên vườn nhãn Hưng Yên mà cứ tưởng đang đi dưới bông xoài Lân Phước. Sầm sơn mênh mông sóng nước rì rào gió thổi rặng phi lao, gợi lên Phước Hải. Đêm nào ngập ngừng trao đổi lối vào tình yêu. Thì nhớ quá làm thơ chơi như thế thôi. Đó. Rồi năm đó thì năm mấy ta, năm tư tập kết tới 61. Lúc đó thì nói chung là thấy nó đi nó tàn sát đồng bào mình, rồi nó lôi máy chém đi, nó chém ông Hoàng Lê Kha, rồi nó khủng bố đồng bào mình. Thì ngoài đó thấy xót xa lắm. Rồi những cái nó thuốc những người tù ở Tân Hiệp, Biên Hòa rồi đó, thì anh em theo dõi những cái đó buồn lắm và hăm hở đi về. Nhưng mà cũng có những cái đoàn nó tức mình quá, nó nhập lại nó về, rồi sao anh em mình đi bắt lại, rồi khuyến dụ. Ai cũng thấy rằng phải theo con đường của đảng, có tổ chức, có đồ mới về được, mới về mà có kết quả được, chứ còn đi lẻ tẻ vậy đâu có được. Thì nói chung vậy đó. Thì những cái năm đó nói chung một tâm trạng là buồn và nôn nóng đi về với đồng bào miền Nam.
Thành ra khi mà chọn người về là họ mừng lắm, chọn được ai về. Ví dụ như mình, cái đơn vị đó, mình được chọn là người về thì mừng lắm. Rồi những anh em mà chưa được chọn là buồn. Thì nói chung trong ngày đó, lúc đó là thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam. Lúc mà sau cái nghị quyết Trung ương lần thứ 15 là đấu tranh chính trị nhưng mà có tự vệ vô trang. Nó có cái hơi mở ra tự vệ vô trang. Trong này đã có những cái trận đánh ở Tua Hai lấy cả ngàn súng rồi của giặc rồi. Thì nói chung là phấn khởi. Nghe vậy phấn khởi và ai cũng náo nức muốn đi về. Muốn về để mà giải phóng miền Nam. Thì cái tâm trạng lúc đó là vậy. Nghĩa là chỉ thấy con đường võ lực thôi. Chứ còn tụi này là không có theo hiệp định gì nữa. Đó. Thì mới là lập những cái đoàn. Soi những con đường. Soi con đường mà từ miền Bắc mà vô tới miền Nam. Soi những con đường trên Trường Sơn. Có con đường quân đội 559. Nó làm con đường. Rồi thì những cái đoàn quân lần lượt đi vào. Mình thuộc cái những cái đoàn quân đi đầu đó, kêu bằng đoàn Phương Đông 1, xuất phát tháng 5 61. Đoàn Phương Đông 1 tập trung tại ngã tư Sở, rồi lên xe bít bùng, chầm bạc lại hết, tiến về Nam. Còn mình thì cũng tập trung tháng 5 61. Nhưng mà buổi chiều đó thì Tổng cục Tình báo nó coi lý lịch sao đó, nó cho anh xe rếp vô. Đáng lý là khuya đi rồi, nhưng mà chiều nó vô. Nó hỏi đồng chí Quang có ở đây không? Mình trốn trong vách trong đồ nhưng mà không được. Nó kêu, nó nói, nó lên trên hiệu bộ, nó chạy xuống vậy mấy lần. Mình biết không khỏi rồi, nó đây mấy ông ơi. Cái nó chở về Hà Nội, học tình báo 6 tháng nữa. Thành ra mình xuất phát đoàn thứ hai. Đoàn thứ nhất là đi tháng 5, đoàn mình đi tháng 12, 61. Kêu bằng đoàn Phương Đông 2. Hồi đó có tên là đoàn Phương Đông. Phương Đông 1, Phương Đông 2. Đó là những đoàn đi Mỹ nó chưa biết. Đi nhanh nhất. Thành ra xe nó chở tới cách Vĩ Tiến đâu 3-4 cây đó. Thì mình qua đường Lào, leo lên núi mình đi. Thì mình đi 100 ngày, đi bộ 100 ngày là nhanh nhất á. Chứ sau này Mỹ nó biết nó chặn, có đoàn đi từ 5-6 tháng, chặn nó quấn theo đường. Còn mình đi lúc đó là chưa có đường, phải leo núi, leo đồ, xuống vực rồi này kia. Mà nó làm đường hay lắm. Cứ sáng đi lên tới trên một cái đỉnh, mở cái con dắt ra ăn. Ăn với mắm kho rồi đem theo từ miền Bắc. Ăn lội cái chiều xuống cái suối, đụng cái suối là nấu cơm. Nấu cơm rồi ăn buổi tối đó rồi dắt cho sáng mai, dắt cho trưa mai. Cứ hai dắt đây nè. Mà những năm nó đói ghê. Đi cả ngày mà ăn nó phát cho 7-8 lít gạo đeo đây nè. Với quần áo đồ này kia cũng cộng lại cũng 20-25 ký. Cứ 10 phút. Cứ 50 phút nghỉ 10 phút, 50 phút nghỉ 10 phút. Mà khi nghỉ, phải tựa vô dách về cái ba lô nằm dưới này, đợi. Mà chịu đi 100 ngày. 100 ngày tới Biên Hòa, tới Chiến Khu D. Cũng gian khổ.